cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân cày quê mình chất phát hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sông gió, từ ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng lúa thui mong muốn nông dân đón đời, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nâu nức đua nhau tới trường, cây cài suốt mùa hạnh sai dựng xây nhà máy khang trang nhất dùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui, ngồi ca dòng cổ sướng vui và cuộc đời. Chừng nào xét xét có hết em năm trời ơi cứng quá trời cứng luôn à. Chết chết đi còn đâu nữa, mù màng ta làm sao làm ăn gì được nữa. Ủa có chuyện gì vậy? Trời ơi, đã nghèo còn gặp cái eo nữa. Ủa chị ơi, chị vớt lên coi có cái con gì dưới kìa chị. Vớt được cái con rùa này lạ lẫm lắm nè bà con ơi. Cái con rùa gì á mà con mắt của nó gần đó có cái chấm màu đỏ nè. Ủa con rùa này khác với con rùa bình thường, sao ở đây lại có con rùa này ta? Không hiểu sao mà tự nhiên nó xuất hiện ở đây nữa. Ta rồi, chết cha rồi này. Ủa bên kia còn một con nữa nè, đây một con nữa nè. Để coi là rùa này là rùa gì, có độc hại không? Tôi có ý như vậy, bây giờ mình bắt nó đem ra ngoài xã cho mấy ổng coi thử để mấy ổng giải quyết. Ờ đúng rồi đó, bà bắt lên đem ra ngoài ngoài cho mấy ổng coi. Rùa này ngộ quá mày. Sao mình để mình nuôi? Muốn nuôi phải không? Trời ông nói ra lấy mớ nữa vậy. Ờ đi. Ê, ê, ê. Ủa tía, bắt rùa đâu đó? Dạ con mới bắt cái tía. Dạ đem trả lại cho ta, bắt rùa không có nên đó. Ủa kỳ. Ủa gì tía, ở ngoài quá trời luôn á tía. Ở ngoài ruộng lên khên luôn, lấy thúng hốt là được rồi. Kêu đem trả lại cho ta, rùa bắt tổ chết. Rồi những là người ta bắt rùa con không cái gì nói con cái nè. Cục quá. Ông. Hả? Tôi nói ông nghe. Gì? Bây giờ ông đừng có lo gì hết. Ông cứ việc đi ra xã, ông đầu thú đi, nhà nước sẽ khoan hồng cho ông. Bất quá ông chỉ ở tù chừng vài năm thôi. Tôi tội gì? Tội gì mà lên đó thật thà khai báo? Bà nói tôi tội gì? Ông nuôi rùa. Ông yên tâm đi ha, tôi sẽ lo cho ông. Tôi ở ngoài này tôi sẽ lo cho ông. Tôi lo hết cho mấy đứa nhỏ luôn. Ông nuôi rùa làm gì ở tù? Anh hai à. Anh hai ơi, anh hai. Ủa anh hả? Trời anh ơi, hai. Cái gì rùa. Vậy trời? Rùa. Cũng rùa nữa. Ở đâu vậy? Bà con họ thấy trong ao của họ rùa quá trời luôn, ăn cá của họ đó. Ui cha. Rồi họ qua ao của anh Tư ếch, anh Ba Đời, rồi của anh nữa. Trời ơi, rùa lên khên luôn. Anh hai, anh nuôi hả? Đừng ăn nói vô duyên nha. Ai nuôi rùa? Ai người ta mua về người ta bán quán nhậu nữa, nó xúc nó bò tùm lum. Ai nuôi rùa hồi nào? Sao ông nói tôi nuôi? Không có thì thôi. Anh đừng buồn tôi nha. Đừng nói với anh Ba Đời, anh Tư ếch mới công chửi tôi chết. Thôi đi về đi, đem trả rùa cho người ta đi. Được rồi, thôi tôi về nha. Tôi về nha chị hai. Chị về. Nói nghe, ông nuôi rùa mà sao ông chối? Trời đất ơi là trời. Tôi cắt cái bỏ vào giờ đó. Khó hiểu quá vậy. Mình nuôi thì mình chịu là mình nuôi đi. Tôi nuôi thì không có sao hết. Nổi bà la không là tôi đủ ở tù rồi. Ở cái miệng của bà có vài năm thì người ta nuôi cho có gì đâu. Ô vợ con gì khôn nhà dễ chở thiệt chứ. Tối ngày rùa nổi cái miệng mà không. Ta biết đùm cái xã nè, ta biết hết. Rào cái kiểu này là chắc ăn như bắp rồi. Ông nậu nó ra cũng không nổi. Làm sao mà ra khỏi lưới trời mênh mông này được, ngoại trừ nó có phép tàn hình nó mới bay ra khỏi. Chào mấy anh. Ừ.
Làm gì mà văng rào cao dữ vậy mấy anh? À, rào vậy nè. Ngăn đừng có cho rùa nó bò ra. Ông Ủa? Đâu có thấy rùa đâu. Đâu có thấy bò gì đâu anh hai. À, rùa ở ngoài. Nó bò vô ao, lên ngăn. Nó phá như quỷ á. Tôi nghe nói là rùa tai đỏ. Nó phá dữ lắm. Bởi vậy mấy cái ao bên kia nó bị hả rùa tai đỏ ăn quá trời luôn vậy đó. Còn cái ao rau muống của bà Tám hả, một đêm bị nó ăn sạch tinh luôn. Cái loại rùa gì mà nó ghê quá à. Ủa, rùa tai đỏ nhà anh sao mà nhiều dữ vậy? Ồ, nhiều đâu mà nhiều. Đâu có bằng cái ao của đúng ta rồi. Đâu dạ. Cái ao bên kia mới nhiều. Ủa, kìa kìa, nó kìa. Kìa, ở đằng này nữa nè quá. Đó, nó đó. Ừ, tôi thấy rồi, nhiều ghê luôn á. Tôi thấy kìa, rồi nó nổi đằng kia nữa nè. Sao mà nhiều quá vậy, nè. Phải không? Kìa, đó, kìa. Đó, đó. Nó mới kìa. Cái điệu này chắc là mấy trăm con luôn á. Vậy à, rùa ao khác bò vô. Chứ cái ao tôi làm gì có. Ao tôi có ba con à. Nè, không biết gì hết. Rùa nó bơi, nó nổi lên đây đây. Nó lặn lại cái nó nổi bên này. Đó, nó vậy đó. Kìa, đó, ơi, nó nữa ơi. Đó ừ. Thấy không, à, thấy không đúng rồi, đó, rồi. Thấy không? Ừ, thấy rồi. Nè, nói mấy chuyện nghe nghe. Đừng có đi tung tin thất thiệt này ra ngoài. Người ta tưởng thiệt là chết tụi tôi à. Thôi được rồi, vậy thôi. Tôi về nha. Dạ, tôi vậy, vậy, về nè, cho nó gần nè. Đừng nói sợ mấy bạn nha. Dạ. Có mấy con à. Sao tôi lo quá mấy ông ơi. Chuyện này thế nào người ta cũng phát hiện à. Có nhầm khi á, nó phá quá. Ta lên xã ta thưa, chết cả đám chứ không phải chơi đâu. Trời ơi, không có sao đâu anh hai ơi. Anh đừng làm ta lo mà. Ruộng của mình sắp bán được rồi. Người ta chưa có kịp phát hiện chửi mình là mình đã hốt bán được rồi. Đúng 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 rồi anh hai. Tới chừng người ta phát hiện ra, mình đã bán xong hết rồi. Lấy tiền rồi, đâu có bằng chứng gì nữa đâu. Hay là mình kéo lên mớ bán trước cho nó chắc ăn. Thôi 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 thôi. Anh hai này, anh tính sao vậy? Chưa có được lớn lắm còn nhỏ mà bán không có được giá đâu. Đợi thêm chút nữa đi, mình bán một lần, vừa bán được giá vừa bán được tiền. Không đâu, chú Tửa nói bậy rồi. Anh hai nói đúng đó. Sách có câu, thà một con trong tay còn hơn 10 con ở dưới nước. Bán. Đúng rồi ạ. Ờ thôi vậy cũng được. Mà kỳ này nha, tôi bán, tôi lấy tiền trước. À, tôi gom tiền sắm xe, rồi kỳ sau tới mấy anh. Bậy 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 bậy. Mày ông nội à. Mày ông nội hai thằng tao à. Ờ ok ok ok. Trời ơi, thì chia ba, chia đều, chia đều. Chứ sao? Không? Rồi ngày mai tôi lên thị xã, tôi kêu mấy anh lái xuống nó mua ha. Mà nhớ tôi đi sang cho tôi à. Phải ăn đông chia đủ chứ. Trời đất ơi, ta nói khổ mấy ổng ghê vậy đó. Tưởng là mấy ổng làm cái gì bất chính. Phải đặt giấu giấu giếm giếm. Nuôi rùa thôi mà, có gì đâu mà cần phải giấu giấu lén lén, đúng không? Mấy ổng mà nói với tôi á, thiệt có nghe tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn á. Đâu có cản trở làm chi mà rắc rối gì nè. Mà nè, ông bà đời ông nói á, cái giống rùa nè quý lắm đó nghe. Bán ra là cũng được bạc triệu đó. Chứ còn gì nữa. Có vậy á, tôi mới để cho ông Tư ổng nuôi chứ. Không có được. Không mấy là bây giờ mình phải đi lên công an xã, mình báo cho mấy ông biết. Cái gì? Tại sao phải báo? Mà báo cái gì? Sao tự nhiên đi hất đổ nồi cơm của người ta? Bộ không nghe trên xã người ta đang kêu tiêu hủy mấy cái giống rùa đó sao? Ừ. Thì bởi vì người ta mới bảo là phải đi khai báo. Trời ơi, cái rùa đó là độc hại ghê lắm. Cho nên người ta mới bảo là mình phải tiêu hủy. Bà ơi, nói là nói vậy thôi. Chứ mình có thấy độc hại gì đâu nè. Ừ. Đó, mấy quán nhậu á, vẫn mua rùa vô, rồi bán thịt rùa ra cho người ta ăn. Có ai bị gì đâu nè. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ở trên xã người ta chỉ đạo là phải có lý do. Lý do gì mà lý do? Rùa người ta bán tiền triệu mà tiêu hủy làm sao? Tôi không đồng ý. Tôi cũng vậy đó. Tôi cũng không đồng ý đâu. Với lại á, rùa của tụi mình á, bây giờ cũng trọng trọng rồi đó. Mấy bữa nữa bán là được rồi. Nghe mấy ông đồn á, xong cái vụ bán rùa nè, mấy ông lên thị xã mua thêm lứa mới về nuôi nữa đó. Đúng rồi đó. Tôi bán sạch hết. Tôi ôm tiền trong người ngủ cho nó ngon. Ừ. Thôi nghe, tôi phải về tôi lo cho ông Tư nhà tôi. Tôi nói nghe, ông Tư ổng tội nghiệp lắm, dạo này ổng ốm như con rùa gì đó, nát ruột luôn vậy đó. Thôi tôi đi à, thương chồng con gì đâu á. Ê, bà tôi thấy nói... bà Năm Hồng bà vô duyên không? Bạn bè rủ nhau qua đây ngồi nói chuyện với bà, rồi te te bỏ về à, chưa thấy bà nào vô duyên như bà đó vậy đó. Hả? Bởi vậy, thôi tôi đi.
gì trời? Mỗi lần mà tôi nói chuyện với hai bà xong chới chới luôn. Trời, ngó kìa, nó bơi cái giọng thấy ghét không? Công nhận nha, không gặp mấy ngày, bữa nay nhìn mấy ảnh lớn ghê chị nghe. Đã dễ sợ luôn á. Kiểu này là sắp xuất chuồng được rồi đó bà. Chào hai thím. Hai thím coi gì dưới này vậy? Đang coi ủa? Ủa cô Bình đi chơi hả? Trời, con đâu có quẩn đâu mà đi chơi. Con nghe bà con mình nói là rùa tai đỏ đã xuất hiện tại địa phương mình rồi. Mà đặc biệt là cái khu vực này nè. Bây giờ con phải xuống đây để quan sát tình hình coi làm sao. Trời ơi, ở quanh đây thì làm gì mà có chuyện rùa tai đỏ? Không có. Đúng rồi, không có. Không có. Sao thím biết? Thì tại vì thì nãy giờ tôi với bà Nam đi vòng vòng đây nè, đâu có thấy con rùa nào đâu. Thím ơi thím, cái con rùa tai đỏ này á, mình phải lùng sục dưới ao, rồi mình phải tát ao lên, mai ra mình mới gặp được nó. Chứ nó đâu có nằm ở trên bờ cho mình thấy. Nè nè, hồi nãy con vô đây con nghe cái gì mà xuất chuồng á. Không có. Có mà, hồi nãy con nghe rõ ràng cái gì xuất chuồng nè. Nuôi heo. Đúng rồi, heo. Đó, thấy không? Đó, mấy cái lán trại trước mặt đó. Đó, tụi tôi nuôi heo đó. À, trong đó đó hả? Chà, mấy thím ơi, nuôi heo ngoài đây á, dễ bệnh lắm á nha. Không phải, nuôi như vậy á, nó mới mát. Đúng con rồi. Con heo á, nó mới màu lớn. Cho mát hả? Cho mát mà sao con thấy mấy thím dừng bít bùng hết vậy? Tại vì nó còn nhỏ quá, cho nên sợ là ở ngoài nè, gió lùa vô heo bị cả. Để con thôi, vô thôi, con đừng vô, đừng vô. Thôi. Mấy thím, đừng sao vô, con thấy con hoài vậy? Tránh ra. Thôi đừng vô. Để con qua bển con quan sát coi có rùa tai đỏ không. Ở đây không có gì hết. Không được, rùa tai đỏ nguy hiểm dữ lắm. Không có. Măng nói cho cậu Bình biết đi, là tụi tôi không có nuôi gì đâu mà cậu Bình ơi đi khảo sát đó. Ở trong kia không có heo qué gì hết trời. Đừng nói. Ở trong kia rùa tai đỏ, ở đây rùa tai đỏ. Hả? Gì? Rồi xong, phản bội. Mấy con. Cái gì đây? Cái gì vậy? Tại sao đây? mà dám vô cái phương phận rùa của người ta? Làm gì đây? Vô đây chậm phải không? Ai cho mấy người vô đây? Ai cho vô đây? Ai cho mấy người vô đây? Mày về đi không? Không đi tôi báo công an. Vô đây cộng đồng mấy người đó. Vô đang trộm rùa tôi phải không? Chúng tôi đã có mời người đại diện của gia đình. Ai đâu? Ai đâu? Bà ra đi. Ra đi. Trời. Trời. Tôi bà ra trước đi. Chị Năm. Dạ. Anh hai. Chúng tôi là cán bộ y tế, có lệnh tới đây tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ. Mắc mớ gì tiêu hủy rùa tôi? Nuôi thôi chứ có mắc mớ vậy đâu. Đây là quyết định của y tế địa phương, tiêu hủy toàn bộ số rùa nó trên. Mấy chú ơi, cái chuyện này con đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, vậy mà bây giờ mấy chú vẫn nuôi cái con này là sao? Trời ơi, thôi đừng nói nữa, tao mệt quá. Tía. Gì? Không còn con cá nào trơn tía ơi. Mày mò kỹ coi sao, hay là rùa tai đỏ nó ăn hết cá rồi? Chắc rùa ăn hết rồi tía ơi. Coi như trắng tay rồi. Cái này mà rùa tai đỏ gì? Rùa tai quạ. Nó ăn hết cá của tôi rồi, bao nhiêu vốn liếng tôi bỏ ra. Trời ơi là trời. Trời ơi, biết vậy mình đừng có nuôi ba con rùa tai đỏ này chi anh hai. Cũng tại hai chú tuyên truyền quá trời nè. Nói chắc mẻ mà ba bó vốn giả mà. Gom hết ba cái vốn liếng đổ xuống đây rồi bây giờ tay trắng dựng quần trắng tay nè. Nè, chưa biết ai lên tiếng trước nha. Hồi đó đó, anh Mạnh miệng rủ tôi hùng vốn nuôi rùa tai đỏ. Bây giờ sự cớ vậy anh tính sao đây? Dám chơi dám chịu. Ủa hai chú nít sao mà đổ thừa rồi bây giờ nói tôi rủ rê? Anh hai anh hèn gì á, anh hai hăng hái đi mua rùa tai đỏ đó rồi về rủ tụi tôi nuôi nữa. Té ra là anh đang chặn từ đầu. Đã vậy cha ba đời còn xúi tôi vô nuôi nữa. Tôi bị khủng, tôi điên, tôi mới tin hai anh nè. Nè, Tư Ếch, nói cái gì vậy hả? Tư Ếch, thiệt đứng lại đi. Cái gì? Đứng lại. Hai lúa ăn chặn tiền chứ có phải tôi đâu, chú ăn nói cái gì kỳ vậy? Trời ơi, ông nội ơi, tôi không làm vậy, không nói vậy á, sao tách ông ra anh hai được? Tách ra, lãng nhét đâu? Không ở lại chia cá, tự nhiên tách ra là sao? Trời ơi, chia cá hả? Ông đứng một hồi đó, ông hai lúa, ông chia cái tiền lỗ cá cho ông ra thì có.
Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng chú phe hai lúa chứ. Phe nào thì phe, bây giờ phe nào cũng đổ sạc máu rồi, mà đứa nào chạy trước thì lỗ ít hơn. Ờ vậy thôi, đi lẹ đi, để ông tới ông đòi trả tiền là chết chắc luôn. À, chú, chú ơi, nè chú. Ủa? Gì vậy anh Khánh Long? À, chú, chú đi đâu vậy? Tôi đi giao đồ cho người ta. Vậy hả? Vậy cho tôi quay ra đó được không? Đi theo tôi làm gì? Thì tôi định ra chợ chơi, cho tôi đi với nha. Yên tâm đi, tôi nhẹ hèo à, có gì tôi bê phụ chú cho. Thôi được rồi, nhưng mà phải ngồi yên đó nghe. Tôi biết rồi. Từ từ, cẩn thận nha chú. Ê, cẩn thận. Ôi trời. Xin lỗi. Rồi anh ngồi được chưa? Chú hay chèo ghe đi như vậy lắm hả? Ừ, ngày nào tôi cũng phải đi hết á. Phải đi ra chợ mua bán rồi giao đồ cho người ta nữa mà. Ừ, vậy cũng cực quá ha. Cực cái gì? Riết rồi quen à. Ừ, phải chứ ở đây có cây cầu thì đỡ biết mấy ha chú. Thì tí tôi cũng nói y chang anh vậy đó. Bởi vì tí tôi thấy á, bà con cô bác cứ phải bơi xuống như vậy á thì nguy hiểm quá. Cho nên là tí tôi kêu gọi bà con làm đơn xin ở trên ủy ban á, họ cho xây lại cầu. Mà đợi duyệt lâu quá cho nên tía tôi muốn tự xây cầu luôn á. Bác hai thiệt là có lòng, tiếc là xảy ra chuyện hôm trước, tôi cứ hối hận về chuyện này hoài à. Wow, đẹp quá. Cẩn thận đó nghe. Không sao đâu, không sao đâu. Trời ơi. Nè, có sao không? Trời ơi, lúc này còn lo cái máy nữa vậy. Ráng lên. Tôi không sao đâu. Không sao cái gì? Rớt đồ tôi hết trơn rồi nè. Giờ sao bán? Thiệt tình. Xem xíu là hư cái máy luôn rồi. Hay quá à. Không lo đồ tôi nè. Trời ơi, cẩn thận té nữa bây giờ, anh ngồi lại đàng hoàng coi. Thiệt té rồi, té thêm lần nữa có sao đâu. Thôi đi.
đẹp quá vậy? Hả? Ý, cho con với coi, cho con với. Cho muộn coi, cho muộn coi. Trời ơi, đẹp quá à. Khánh Long, là anh Long mà ông Bộ Nhu Cú hả? Bức tranh này là anh vẽ hả? Ý, bà bác Hai đang giận anh Long dữ lắm á. Nhũ dám đem tranh của anh Long về, bác Hai đánh đòn Nhũ cho coi. Chắc chắn là có tình ý gì với người ta nè, cho nên mới đem về làm tin. Tình ý gì chứ? Thì tranh vẽ tôi thấy đẹp, tôi mang về tôi coi, mốt tôi trả. Mà cũng đúng thôi, con trai thành phố ha, vừa đẹp trai, lịch sự, hào hoa, phong nhã, không thích mới lạ. Nó tầm bậy tầm bạ mà, thích gì chứ? Cái này vẽ hình tôi mang về tôi nhìn, mốt tôi trả liền vợ. Không thích hả? Cho tôi đi. Vui Duyên vẽ hình tôi chứ bộ. Bác Hai ơi. Biết á, tôi thấy ông á, thương heo còn hơn thương vợ thương con nữa. Rầu quá. Rầu gì? Thì đó, heo đó, hạ nữa rồi. Ở ngoài chợ đó bây giờ thịt heo ê hề hết á, mà không ai mua á. Mà heo nhà mình á đã tới lứa rồi, bắt buộc phải xuất chuồng thôi à. Tới thì tới, không bán lỗ bán tháo gì được. Trời ơi, làm ăn cái gì mà bán lỗ mà cũng bán là sao? Không bán gì hết trơn á. Không bán để vậy hoài rồi nó hạ hoài thì sao? Hạ rồi nó sẽ lên. Mà nó không lên, nó cứ hạ hoài á, thì lúc đó mình lỗ sặc máu luôn á. Yên tâm đi, đã nói rồi, cái gì nó hạ rồi nó sẽ lên. Vậy chứ bây giờ bán lỗ tôi không có bán đâu. Ông ơi, tôi nói ông nghe nè, ông đừng chửi tôi nghe. Cái gì? Đừng chửi đi thì nói. Thì nói đi, coi chửi hay không rồi tính sao. Tôi lỡ kêu người ta tới mua heo rồi. Cái gì? Trời đất ơi, riết rồi bà quá rồi nha. Bà làm cái gì bà không hỏi ý kiến tôi là sao? Nói đừng có chửi mà. Không chửi nhưng mà tự nhiên đi kêu người ta không hỏi ý kiến tôi là sao? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Tôi tới mua heo nè. Không kịp rồi, lái heo tới rồi. Trời ơi là trời, bây giờ không còn là phu sướng phu tùy nữa. Mà bà muốn làm gì bà làm mà. Trời ơi, tay lánh tay lẹt. Đó, dạ. Dạ, mời xuống sau coi heo. Dạ. Theo tôi. Yêu những cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân cày quê mình chất phát thiên lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió, tư ếch ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng, lúa tôi mong muốn nông dân đông đời, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nâu nức đua nhau tới trường. Ha 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 ha!